Kính chào quý vị và các bạn. Miền Bắc mưa chủ yếu xuất hiện về đêm và sáng sớm, còn buổi trưa thì trời nắng oi. Với khu vực Trung Bộ thì ngày mai nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Ở trên bản đồ màu nhiệt này, quý vị có thể thấy là vùng màu đỏ của mức nhiệt 35 đến 36 độ sẽ xuất hiện từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận vào ngày mai. Trong đó khu vực Quảng Trị đến Phú Yên sẽ là những nơi nóng nhất của cả nước. Sẽ có những nơi nắng nóng gay gắt 37 đến 38 độ. Thời gian nóng khoảng 6 tiếng, đó là từ 11 đến 17 giờ. Mưa ở miền Bắc thì chủ yếu là tập trung vào đêm nay và sáng sớm mai. Do đó buổi sáng thì miền Bắc thời tiết khá dịu mát, nhưng đến trưa mai thì hầu khắp toàn miền trời nắng mạnh. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội, các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Hạ Long, lên Hà Giang, sang khu vực Lào Cai, Điện Biên Phủ và Sơn La phổ biến khoảng nhiệt là từ 32 đến 34 độ và độ ẩm trong không khí đều cao trên 65% sẽ mang đến cảm giác oi nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ thì cần lưu ý là mưa dông xuất hiện vào chiều tối mai. Những khu vực màu xanh đậm sẽ có mưa lượng khá trên 25mm, trong cơn dông cần phải đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Còn từ sáng đến trưa mai thì trời có nắng. Khu vực Tây Nguyên nhờ lợi thế địa hình cao nên nhiệt độ vừa phải là 29 đến 31 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn và thời tiết cũng nóng hơn, phổ biến nhiệt độ là 30 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, gió cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn huyện đảo Trường Sa thì có mưa dông rải rác, đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.